Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì cô Trang và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái cách tìm diện tích xung quanh của hình lang trụ đứng. Thì bài hôm trước cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về hình lang trụ đứng rồi, có những đặc điểm gì rồi đúng không nào? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào bài diện tích xung quanh của hình lang trụ đứng nhé. Ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Công thức tính diện tích xung quanh, ta sẽ trả lời hỏi chấm này. Quan sát hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác như hình 100, độ dài các cạnh của hai đáy là bao nhiêu, diện tích của mỗi hình chữ nhật là bao nhiêu, tính tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật. Rồi, thứ nhất, độ dài các cạnh của hai đáy là bao nhiêu? Độ dài các cạnh của hai đáy. Rồi các bạn nhìn cho cô xem là độ dài các cạnh bằng bao nhiêu nào. Nào, cạnh đáy thứ nhất này là gì? 2,7 đúng không? 2,7 này. Độ dài các cạnh của hai đáy này, 2,7 cm này. Tiếp theo này, đáy này đúng không? Có cạnh này bằng với cạnh này là 1,5 cm. Tiếp theo nữa này, cạnh này bằng cạnh này đúng không? Là 2 cm, được chưa? Vậy ba cạnh của một đáy đấy là 2,7 này, 1,5 và 2. Tiếp theo người ta hỏi rằng diện tích của mỗi hình chữ nhật là bao nhiêu? Diện tích của mỗi hình chữ nhật nào, ở đây mình có bao nhiêu hình chữ nhật ạ? 3 hình đúng không? 1, 2, 3. Rồi, bây giờ hình chữ nhật thứ nhất này là hình này đúng không? Là 2,7 này. Đấy là 2,7 này đúng không? Nhân với cạnh này đúng không? Rồi, diện tích của mỗi hình chữ nhật, hình chữ nhật thứ nhất này, hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2,7 cm này, rồi chiều dài bằng 3 cm này, suy ra diện tích cô gọi là S1 bằng 3 nhân với cả 2,7 bằng bao nhiêu? 8,1 cm² đúng không? Tiếp theo, hình chữ nhật thứ hai là hình chữ nhật có chiều rộng là 1,5 và chiều dài là 3. Có chiều rộng bằng 1,5 cm, chiều dài bằng 3 cm. Suy ra S2 nó sẽ bằng là gì? 1,5 nhân với 3 bằng 4,5 cm². Rồi, tiếp theo nữa nào. Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2. Đây, chiều rộng bằng 2 đây đúng không? Chiều dài bằng 3 đúng không? Chiều dài bằng 3. Chiều dài bằng 3. Vậy suy ra S3 nó sẽ bằng gì? 2 nhân với 3 là bằng 6 cm². Rồi, tiếp tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật là bao nhiêu? Tổng diện tích của ba hình chữ nhật đó là gì? S1 cộng với S2 cộng với S3 đúng không? Sẽ bằng gì? 8,1 cộng 4,5 cộng với 6 đúng không? Bằng bao nhiêu ạ? 8,1 cộng 4,5 cộng với 6 là 18,6 cm², đúng chưa? Rồi, đấy là hỏi chấm nhá.
Diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của các mặt bên. Ta có công thức là S xung quanh bằng 2P nhân với H, trong đó P là nửa chu vi đáy, H là chiều cao. Ta có kết luận rằng là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Được chưa? 2 lần P tức là 2 nhân với nửa chu vi đúng không? Thì sẽ là chính là chu vi. Vậy thì diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng chính bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Đây, công thức đây cô đã viết lại như thế này. Được chưa nhỉ? Ta sẽ xét vào ví dụ nhé. Cái này thì các bạn chỉ cần nhớ công thức thôi là chúng ta có thể làm được bài rồi. Quan trọng nhất là nhớ công thức, được chưa? Ta có ví dụ như sau, tính diện tích toàn phần của một lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông, theo các kích thước ở hình 101. Đây, 101, các bạn nhìn 101. Rồi, người ta sẽ giải như sau, trong cái tam giác vuông A, B, C thì vuông tại A. Theo định lý Pythagore ta có CB sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình phương cộng 4 bình phương. Vậy thì cạnh CB sẽ bằng 5cm. Diện tích xung quanh nó sẽ bằng gì nào? Đây, diện tích xung quanh của cái này có phải bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Nào, chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy tức là gì? Tổng 3 cạnh của tam giác là 3 cộng 4 cộng 5 nhân với chiều cao là B' chính là bằng 9. Vậy thì ta được là 3 cộng 4 cộng 5 là bằng bao nhiêu ạ? 12 đúng không? 12 nhân 9 bằng 108cm². Vậy diện tích hai đáy bằng 2 nhân với 1/2 nhân với gì? 3 nhân với 4. 2 này ở đây tức là hai đáy này. 1/2 nhân 3 nhân 4 chính là gì ạ? Diện tích của một tam giác. Mà tam giác thì là hai tam giác này đều là tam giác vuông, cho nên nó sẽ bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông. Đúng không? 1/2 nhân 3 nhân 4 và kết quả bằng 12cm², được chưa? Như thế thì diện tích toàn phần nó sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai đáy. Nó sẽ bằng 108 cộng 12 là bằng 120cm², và đáp số là 120cm², được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta cùng cô đi vào làm phần bài tập. Bài tập trang 111 nhé. Rồi bài 23 nào. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây. Đây, hình 102. Được rồi, ta sẽ tìm hình 102 thứ nhất, hình thứ nhất này. Sẽ tính từng hình một nhé. Rồi, muốn tìm diện tích xung quanh thì ta sẽ tìm gì? Nửa chu vi đáy đúng không? Nửa chu vi đáy là, nào các bạn nhìn cho cô xem đáy của cái hình thứ nhất này nó là hình gì ạ? Hình chữ nhật đúng không? Vậy thì nửa chu vi đáy nó sẽ là bằng gì? 3 cộng với 4 bằng 7cm đúng không? 7cm được chưa nhỉ? 7cm. Rồi vậy thì tổng diện tích hai đáy, tổng diện tích hai đáy, cái này để tính gì nhỉ? Tính diện tích toàn phần đấy. Diện tích hai đáy thì bây giờ chiều dài là bằng 4 này, chiều rộng bằng 3 này đúng không? Vậy thì một đáy thì nó có diện tích là bao nhiêu? Là 3 nhân với 4 xong rồi nhân thêm với 2 là gì nữa? Hai đáy nữa thì bằng 24cm², được chưa? Rồi ta sẽ đi tìm diện tích xung quanh này. Diện tích xung quanh của hình là, rồi hình là gì? Diện tích xung quanh thì bằng 2 lần chu vi đáy đúng không? Nhân với chiều cao. Bằng gì? 2 nhân với 7 nhân với chiều cao là 5. 35 nhân 2 là 70cm², được chưa nhỉ? Tiếp theo, diện tích toàn phần nào. Diện tích toàn phần của hình đó là gì? S toàn phần bằng S xung quanh cộng với S của hai đáy đúng không? Sẽ bằng gì ạ? S xung quanh là 70 cộng với 24 và bằng 94cm². Đó, đấy là hình thứ nhất.
ta chuyển sang cái hình thứ hai. Đây, hình thứ hai là một cái hình lăng trụ đứng đây, lăng trụ đứng tam giác đúng không? Rồi, ta sẽ tìm cạnh BC trước đúng không? Áp dụng định lý Pythagore trong cái tam giác vuông. Trong tam giác vuông. Trong cái tam giác vuông ABC ta có này. BC bình phương bằng A gì? AC bình phương cộng với AB bình phương, đúng không? Thế thì AC thì bằng 2, AB bằng 3. Suy ra BC bình phương sẽ bằng 2 bình phương cộng với 3 bình phương, đúng không? 4 cộng với 9 là 13. Vậy thì suy ra BC của mình nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Căn 13 cm, đúng chưa? Căn 13 cm. Rồi bây giờ chúng ta có tìm được diện tích của đáy không? Diện tích hai đáy đó là gì? Diện tích của hai đáy là gì? Diện tích một đáy là bao nhiêu ạ? Đây, 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là 1 phần 2 này, nhân với 2 nhân với 3 này, xong mình nhân với 2 lần bởi vì đây là hai đáy đúng không? Thì ta sẽ được là bằng 6 cm vuông, được chưa? Đấy là diện tích hai đáy. Tiếp theo chu vi đáy này. Chu vi đáy đó là gì? Chu vi đáy là bằng gì? Bằng tổng của ba cạnh đây, 2 cộng với 3 cộng với căn 13 bằng 5 cộng với căn 13, đúng không? Đây là cm này. Người ta bảo rằng diện tích xung quanh thì bằng gì? Bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Vậy thì diện tích xung quanh, diện tích xung quanh, không thì các em tính nửa chu vi xong đó các em nhân 2 lên cũng được thì nó cũng như nhau mà. Diện tích xung quanh là bao nhiêu? 5 cộng với căn 13 nhân với chiều cao ở đây là bao nhiêu? Chiều cao là 5. Ta sẽ được là 25 cộng với 5 căn 13 cm vuông, đúng không? Đấy là diện tích xung quanh. Bây giờ diện tích toàn phần nào. Diện tích toàn phần đó là gì ạ? Là diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy bằng gì nào? 25 cộng với 5 căn 13 cộng với gì? Diện tích hai đáy là bao nhiêu? Là bằng 6. Vậy thì là bằng bao nhiêu? 31, đúng không? 31 cộng với 5 căn 13 cm vuông, được chưa? Đó, đấy là bài 23 nhé. Rồi, chúng ta chuyển tiếp sang bài 24 ạ. Quan sát lăng trụ đứng tam giác hình 103 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau. Rồi, vậy là cô đã vẽ lại cái bảng như trong sách giáo khoa rồi. Thì chúng mình bây giờ sẽ quan sát cái lăng trụ này rồi điền số thích hợp vào ô trống nhé. A ở đây nó là một cạnh của đáy này, tam giác đáy này. B cũng là một cạnh của tam giác đáy này. Rồi là C là một cạnh ở bên trên này, đúng không? Và H là chiều cao. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ điền từng cột một nhá. Điền cột một trước này. Cột một người ta cho gì? A bằng 5 này, A bằng 5, B bằng 6 này, C bằng 7 này, H bằng 10. Người ta hỏi chu vi đáy. Chu vi đáy ở đây chính là bằng A cộng B cộng C, đúng không? Chu vi đáy P bằng A cộng với B cộng với C. Suy ra P nó sẽ bằng gì? 5 cộng với 6 cộng với 7 bằng bao nhiêu? 18, đúng không? Như vậy thì ta sẽ điền vào ô trống chu vi đáy của cột thứ nhất là 18. Rồi, diện tích xung quanh nào. Diện tích xung quanh sẽ bằng P nhân với gì ạ? P nhân với H. P ở đây là chu vi nhé. Còn công thức ở sách giáo khoa, nửa chu vi là 2P, đúng không? Đây là P lớn, cô viết là P lớn. Sẽ bằng 18 nhân với 10 bằng 180 cm vuông.
Cái này là cm này. Đơn vị ở đây người ta đã cho sẵn rồi. Thì ở đây cô sẽ điền là 180. Tiếp theo, cột số 2. Cột số 2 người ta cho chu vi đáy đúng không? Vậy thì C sẽ bằng là gì? 9 trừ đi 3 trừ đi 2 đúng không? Bằng 4 cm đúng không? Vậy thì cô điền vào đây là số 4. Tiếp theo, S xung quanh sẽ bằng gì ạ? Chu vi đáy là 9 nhân với chiều cao là 5 bằng 45. 45 đơn vị là cm vuông. Đấy, đây là 45. Tiếp theo, người ta cho chu vi đáy này. À, người ta cho diện tích xung quanh này. Xong rồi tìm h và chu vi đáy đúng không? Thế cột 3. Chu vi đáy P bằng gì? 12 cộng với 15 cộng với 13 đúng không? Bằng bao nhiêu ạ? 27 cộng với 13 là 40 cm này. Vậy thì h nó sẽ bằng gì? S xung quanh chia cho P và bằng bao nhiêu? 80 chia cho 40 và bằng 2. 2 cm được chưa? Vậy thì ở đây ta sẽ điền lần lượt là 40. À cô xin lỗi. Đây là 2, đây là 40, đúng không? Tiếp theo cột 4 này. Cột số 4, cột số 4 thì người ta cho là diện tích xung quanh rồi là chu vi đáy, vậy thì suy ra h. H nó sẽ bằng 63 chia cho 21 và bằng 3 đúng không? 3 cm này. Cô điền đây là 3. Thế còn biết chu vi rồi thì P bằng A cộng B cộng C đúng không? Suy ra B nó sẽ bằng gì? 21 trừ đi 7 trừ đi 6. 21 trừ đi 13 đúng không? Bằng 8. Vậy thì cô điền là 8. Rồi, chúng ta đã hoàn thành được cái bảng hoàn chỉnh như sau. Rồi, các bạn quan sát lại bảng này, đúng không? Đấy, chúng mình chỉ cần áp dụng công thức là chúng mình đã tìm được rồi. Ok chưa? Đấy là bài 24. Tiếp tục sang bài 25 ạ. Tấm lịch để bàn xem lại hình 94 có dạng một lăng trụ đứng. ACB là một tam giác cân. Hình 104. Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào. Đây, cô sẽ điền các đỉnh thiếu. Đây là C phẩy này, đây là B phẩy này, đúng không? Cô sẽ kẻ một cái đường thẳng gọi là gì? Song song như thế này. Đúng không? Rồi, cái này thì cũng song song đúng không? Cắt nhau ở đây chính là cái gì? A phẩy này. Đúng không nhỉ? Đây là A phẩy nhá. Rồi. Được chưa? Hãy vẽ thêm nét khuất điền chữ. Đó. Được rồi. Đây là ý A nhá. Ý A. Bài 25. Cạnh AC. Song song. Song song với cạnh nào ạ? Với những cạnh nào? Đây, AC sẽ song song với A phẩy C phẩy đúng không? A phẩy C phẩy có song song với lại BC không? Không đúng không? Rồi, ý B tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên. Ý B. Cái diện tích mà để làm gì? Làm cái tấm bìa như trên chính là diện tích xung quanh nhé các bạn nhé. Diện tích. Các bạn đừng nhầm diện tích toàn phần nhé. Diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch. Tấm lịch như trên là diện tích xung quanh. Là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng. Của cái lăng trụ đứng đúng không? Thế thì S xung quanh nó sẽ bằng gì? 2 lần nhân với P nhân với H. Trong đó P là chu vi đáy này. Chu vi đáy này.
nửa chu vi đáy. Nửa chu vi đáy. Rồi là H là chiều cao. Đúng không? Đây bây giờ cái cạnh của mình là mình có gì? AB bằng 8 này. AB bằng 8 rồi này. Rồi gì nữa? BB phẩy thì bằng 22 này. Đúng không? Đây người ta bảo tam giác ACB là một tam giác cân. Rồi tam giác cân. Tam giác ACB là tam giác cân. Là tam giác cân. Tại C. Cho nên suy ra rằng là gì? CA bằng với CB. Bằng với CB. Và bằng bao nhiêu? Đây 15 cm. CA bằng với CB bằng với 15 cm, đúng không? Vậy thì ta có nửa chu vi đáy. Nửa chu vi đáy là gì ạ? AB cộng với AC cộng với BC trên 2 bằng này 8 cộng 15 cộng với 15 trên 2. 38 chia cho 2 là 19 cm, đúng không? Vậy thì diện tích xung quanh, diện tích xung quanh để làm tấm bìa, làm miếng bìa thành tấm lịch đó là gì ạ? S xung quanh sẽ bằng gì? 2 nhân với 19. Chiều cao ở đây là bao nhiêu? Chiều cao ở đây chính là 22, đúng không? 22. Và kết quả bằng gì? 836 cm vuông. Được chưa nhỉ? Rồi, đấy là bài 25. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 26. Phí A từ hình khai triển hình 105 có thể gấp theo các cạnh để có được một lăng trụ đứng hay không? Các tứ giác trên đều hình, các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật. Ý B, trong hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng? Cạnh AD vuông góc với cạnh AB, EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau. Hai đáy ABC và DEF nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. Mặt phẳng ABC song song với mặt phẳng ACFD. Thì quan đầu tiên ở ý A, quan sát hình 105 thì ở đây ta thấy hình 105 là hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác. Khi ghép các cạnh tương ứng lại, khi ghép các cạnh tương ứng lại với nhau thì các em thấy rằng chúng ta sẽ được một hình lăng trụ đứng với hai đáy là hai tam giác ABC và F. Rồi chúng ta cùng nhau vào bài 26 nhé. Từ hình khai triển hình 105 có thể gấp theo các cạnh để có được một hình lăng trụ đứng hay không? Các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật. Ý B, trong hình vừa gấp được, xét xem các biểu phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng? Thứ nhất, cạnh AD vuông góc với cạnh AB. EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. DE và BC vuông góc với nhau. Hai đáy ABC và DEF nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. Mặt phẳng ABC song song với mặt phẳng ACFD. Được chưa?
Thì các bạn thấy rằng là từ hình khai triển này chúng ta cũng có thể gấp được một cái hình lăng trụ đứng với đáy là gì? Một đáy này, hai đáy đều là tam giác, đúng không? Rồi, yeah. Từ hình khai triển. Từ hình khai triển. Ta có thể gấp theo các cạnh để có được một lăng trụ đứng. Để có được một cái lăng trụ đứng. Rồi chúng ta sẽ xem các phát biểu ý B phát biểu nào đúng nhé. Nào các bạn nhìn cho cô này. Cạnh AD, người ta bảo cạnh AD vuông góc với cả cạnh AB. Cạnh AD vuông góc với cả cạnh AB. Đúng hay sai ạ? Đúng, đúng không? Cạnh AD vuông góc với cạnh AB. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, cô chỉ ghi lại những các phát biểu đúng thôi nhé. EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. Thì các bạn thấy rằng là cái EF này nó nằm ở đáy đúng không? CF này nó giống như là một cái chiều cao đúng không? Thì đương nhiên là EF và CF nó sẽ vuông góc với nhau, được chưa? EF và CF vuông góc với nhau, đúng chưa nhỉ? Rồi tiếp này, cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau, liệu có vuông góc với nhau không? Không, đúng không? Bởi vì đây các bạn nhìn này, DE và BC nó là như thế nào với nhau ạ? Rồi để như thế này thì chúng ta sẽ khó hình dung, thì cô sẽ vẽ lại hình cho các bạn hình dung được nhé. Đây là hình vẽ mà khi mà cô từ cái hình khai triển cô đã vẽ lại hình như thế này. Và đây cô sẽ ký hiệu cạnh này. Các cái hai cái tam giác của chúng ta đấy là tam giác gì ạ? ABC và tam giác DEF đúng không nào? Thế thì ta có AD, đây AD này, cạnh này bằng với cạnh gì ạ? Bằng với cạnh đây các bạn thấy các cạnh bằng nhau. Rồi, khẳng định thứ nhất của chúng ta là gì? Cạnh AD vuông góc với cạnh AB. Thế thì chúng ta thấy rằng là AD là một chiều cao, còn AB là một cạnh nằm trong mặt phẳng đáy. Cho nên là AD theo tính chất của hình lăng trụ đứng tam giác thì ta có rằng là AD nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Cho nên là AD nó sẽ vuông góc với cả AB. Vì vậy cái khẳng định thứ nhất là đúng này. Khẳng định thứ hai, EF là và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau. Ta có rằng là tương tự như AD với cả AB đúng không? CF là một chiều cao. Chiều cao CF vuông góc với mặt phẳng DEF theo tính chất của hình lăng trụ đứng. Cho nên là suy ra ta có là CF nó sẽ vuông góc với cả EF. Buồn ngủ. CF và EF sẽ vuông góc với nhau. Rồi vậy là CF và EF là vuông góc với nhau. Vậy khẳng định thứ hai là đúng. Tiếp theo khẳng định thứ ba, cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau. Các bạn nhìn cho cô này, cạnh DE và cạnh BC đúng không? Vuông góc với nhau, khẳng định này là sai đúng không? Vậy thì cô sẽ không viết vào đây nữa. Tiếp theo, hai đáy ABC và DEF nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. À điều này đúng đúng không? Theo tính chất của hình lăng trụ đứng, hai đáy ABC và DEF nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. Rồi khẳng định này đúng không? Theo tính chất của hình lăng trụ đứng.
Khẳng định cuối cùng là mặt phẳng ABC song song với mặt phẳng ACFD. Đây, ABC song song với mặt phẳng ACFD. Thế thì các bạn nhớ lại cho cô cái định nghĩa hai mặt phẳng song song là hai mặt phẳng như thế nào ạ? Thứ nhất là song song là nó phải không có điểm chung trước nữa, đúng không? Mà bây giờ là hai cái mặt phẳng AB, ABC và ACFD nó có chung một cái điểm C như thế này và cũng không có cạnh nào song song với nhau, đúng không? Vậy thì khẳng định cuối cùng là mặt phẳng ABC song song với mặt phẳng ACFD là một cái khẳng định sai. Như vậy ở đây thì ta sẽ có là ba khẳng định đúng. Khẳng định thứ nhất, khẳng định thứ hai và khẳng định thứ tư. Còn khẳng định thứ ba và khẳng định cuối cùng là khẳng định số 5 là khẳng định sai. Rồi chúng ta đã giải quyết xong bài tập của phần bài diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Các bạn làm thêm các bài tập trong sách bài tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.